Liên quan đến vụ việc trung cư mini số 22B tại Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội gặp sự cố khi một số cột bê tông cốt thép ở tầng 1 bị nứt, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập. Sau khi tòa nhà gặp sự cố, chủ trung cư mini này thông báo sẽ hỗ trợ chi phí cho người dân chuyển đồ đạc thuê trọ bên ngoài để bàn giao cho đơn vị thi công triển khai giải pháp chẳng chống sửa chữa. Theo người thuê, chủ đầu tư cũng đã thông báo sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng một hộ đối với những hộ dân đang sở hữu căn hộ trung cư mini. 1 triệu đồng một hộ đối với những người thuê trọ tại đây. Nhiều người dân sinh sống ở chung cư 22B cho rằng việc di rời trong đêm khi tòa nhà bất ngờ xảy ra sự cố khiến nhiều cư dân không kịp trở tay, buộc phải tìm thuê nhà trọ bên ngoài trong thời gian chờ đợi tòa nhà sửa chữa. Trước đó, Ủy ban dân quận Thanh Xuân có văn bản yêu cầu người sử dụng đất chủ sở hữu nhà tại địa chỉ số 22 ngách 236 17 đường Khương Đình, phường Hà Đình, quận Thanh Xuân phải thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện, năng lực theo quy định tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng đánh giá mức độ nguy hiểm của công trình theo đúng quy định sau khi khắc phục phải thuê kiểm định đủ an toàn mới cho người dân quay trở lại